các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thay cái loa cho cái iPhone 6 ha thì cái trường hợp mà thay cái loa cho iPhone 6 khi nó bị cái loa nhỏ hoặc lo loa rẻ các bạn ha còn cái loa mà nó không nghe đó thì nó sẽ có tất cả là ba trường hợp lần một là cái loa hư hai là gọng dây loa hư ba là hư trên men ha thì để thay được cái loa thì đầu tiên các bạn phải mở lấy cái màn hình nó ra và cái việc đầu tiên chúng ta sẽ mở hai con ốc đít của cái iPhone 6 ha bằng cái loại vít chuyên dụng của nó là vít sáu cạnh cái lục giác các bạn ha, nhỏ. Thường chỉ thấy được uh, trên những cái phone thôi, những cái dòng máy khác thì họ không sử dụng cái uh, chuẩn vít này. Rồi, sau khi tháo hai con ốc đít ra, các bạn có thể dùng bất kỳ một cái tool nào mà các bạn uh, để mở cái màn hình ra ha. Có thể sử dụng cái cục hít uh, á, cục cục nhựa hít cục hít nhựa các bạn ha, hoặc là sử dụng cái kẹp điện thoại hoặc sử dụng những cái tool nhựa. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái tool chuyên dụng để mở iPhone, chỉ việc uh, hít ở trên hít ở dưới và bấm một cái nhẹ nó sẽ ra thôi. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái thiết bị nào cũng được miễn sao mở cái màn hình ra mà nó an toàn là ok rồi. Rồi sau khi mà mở được khá cái màn hình lên thì chúng ta sẽ tiếp tục cách ly cái bộ phận cấp nguồn cho nó. Đó thì ở cái iPhone 6 thì nó chính là cái cục pin ha. Các bạn thấy những cái dấu chấm đỏ không? Đó là những cái chỗ rất là cần lưu ý, một lát nữa mình sẽ nói với các bạn. mình cố tình lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại trong tất cả các clip các bạn ha để cho um, các bạn uh, quen cái uh, những cái, cái con ốc ngay cái vị trí đó, đó. sau này uh, nó ra những cái iPhone khác các bạn cứ vậy mà các bạn làm thôi Nhưng cần chúng ta hiểu được nó là được rồi rồi sau khi uh, cách ly được cái um, connect pin ra thì chúng ta tiếp tục mở ba con ốc đó ra thì ba cái con ốc ngay đó ngay cái dấu chấm đỏ mới nãy đó chính là cái ba con ốc mà nó ngắn nhất các bạn ha tại vì nó sẽ siết trên cái trực tiếp trên cái men xí trực tiếp trên cái men các bạn ha chứ không phải là siết xuống sườn nên các bạn sử dụng những con ốc dài á nó sẽ đâm lủng cái men ha và nó sẽ gây ra những cái um, thiệt hại ha, không đáng. Rồi và khi mà các bạn mở hết tất cả trên này là tổng cộng là năm con ốc ha, các bạn sẽ lấy được cái siêu sắt ra. Cái siêu sắt này nó sẽ định vị cho những cái socket màn hình, cảm ứng, loa, chuông, ấy, loa và dây nút hôm Các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình mở cái socket này ra socket này nó chính là quản lý cái phần camera trước ha, cảm biến tiệm cận và loa. Rồi, socket này sẽ quản lý cái phần nút home và Touch ID. Socket này là socket màn hình. Socket này là socket cảm ứng. Rồi, dở ra như vậy các bạn có thể thay thế được cái cụm loa cho nó rồi đó. đây thì để thay thế cái like cho nó các bạn sẽ phải mở tiếp ba con ốc ở trên cái màn hình ha và các bạn nhớ để đúng vị trí nha để đúng vị trí á, có nghĩa là các bạn sử dụng miếng giấy từ hoặc là các bạn có thể sử dụng um, bằng băng keo hai mặt á khi các bạn mở ra thì các bạn để cho nó ướm ướm vào cho nó đúng cái vị trí của nó tại vì cái độ cái độ dài và ngắn khác nhau á các bạn mà gắn lộn á, nó sẽ đâm xuống cái màn hình ha có thể là nếu mà dài quá nó sẽ bể mặt kính hoặc là trường hợp nhẹ nhất thì nó sẽ gây ra chày ha chạy nó sẽ in hình một cái lỗ tròn ngay trên cái mặt kính màn hình đó. nó sẽ không có đẹp thôi chứ không cũng không ảnh hưởng gì rồi sau khi mở băng ốc ra là các bạn có thể lấy cái siêu lấy cái siêu này ra được rồi có thể cái siêu này nó sẽ dính nó sẽ dính với lại cái cọng dây qua cái miếng keo nhỏ đúng không còn không dính thì thôi có con dính con không mà đó là camera trước á các bạn dở lên các bạn sẽ thấy cái loa của nó ha nó sẽ tiếp xúc ngược qua bốn cái điểm đồng ở trên cọng dây các bạn thấy không đó cái loa nó sẽ gắn hơi ngược chút so với những cái dòng máy khác rồi các bạn để ý không cái lỗ nhỏ cái đó chính là cái lỗ mà các bạn gắn cái loa vào cái lỗ và để cho chúng ta nghe đó và nó cũng là cái lỗ để giúp cho chúng ta định vị cái loa các bạn ha gắn cái loa vào nó sẽ có trên cái loa nó sẽ có một cái g ra các bạn sẽ gắn vào đúng ngay cái lỗ đó đó cái g đó các bạn thấy không rồi gắn vào đúng thôi xong gắn không gian này xuống các bạn gắn cái camera camera ở dưới cái màn hình nó cũng có một cái cái để cái độ cái đồ để định vị cái camera các bạn ha để tránh cái camera nó bị méo qua một bên đó rồi thì trên bốn cái điểm tiếp xúc này là các bạn thấy hai bên nó cũng sẽ có hai cái g lên ha và hai cái g đó nó sẽ lên tiếp xúc với lại nó vô hai cái lỗ của cái siêu trên đó các bạn thấy không nó gắn ngay ngắn lại là ok không có lo cái tình trạng mà chúng ta gắn bị lệch cái loa không có nghe ha rồi siết ba con ốc lại vậy là xong con thấy không Hai thế cái loa cũng rất là đơn giản rồi mình sẽ tạm dừng cái video clip này con ha cảm ơn các bạn theo dõi cái video này chào các bạn chúc các bạn thành công các bạn có thể xem thêm những cái video clip như là hướng dẫn ráp máy iphone 6 á để sau khi mà các bạn thấy tháo ra rồi các bạn biết cách ráp vào cho nó đúng ha